Ờ, bây giờ có con đấy mình đi ra đằng này mà ngon. Thế á? Ờ, chắc mình. Bây giờ con rủ Hải Ninh đi dạo không Hải? Bạn bảo si không đi thì bạn bắt bố đi lần nữa, mệt mệt đó. Bố đi. Đi không? Lên trên đi không? Không thể đây xuống. Lên vẫn lên được, bên đây kịp xuống nên không ngã được, bao giờ đấy người ta bảo cho xuống mà. Có lên không? Không. Nên trên đấy người ta bảo thoải mái mà. Chắc. Đi. Ôi An dẫn chị lên, bởi vì An mạnh dạn anh phải lên rồi, bây giờ dẫn chị lên đi. Đấy. Sợ thì mình sợ đi nhỉ. Thôi đi. Lên lên lần cuối. Để, lên để cho ôi bác con gì kìa. Ui giời thế kia. Bác con gì cứ cảm giác sợ sợ này lại càng sợ thêm ý. Nhanh lên, ông người tàu cập bến là mình phải đi xuống thì mình ngã đang quay ở trên này đấy. Đấy thích không? Mát không? Gió mát không? Bạn có gì á? Bạn có gì sợ độ cao? Ôi chạy lên này. Ô chú lái tàu ở trên đây à? Ôi chú lái tàu ở trên đây luôn này. Cứ tưởng lái tàu ở dưới kia cơ. Chắc đến chưa chú? À đến rồi, đến đi xuống đi này, nó cập bến rồi nhanh. Ô đúng. Mà xa xin nói đúng luôn đấy. Ôi các bạn ơi, nhìn được vào khoang lái tàu của chú đấy này. Đi con ơi, đi xuống. Ôi chú này sang bên kia, chú điều khiển tàu bên kia kìa. Đi xuống đi ông, nó cập bến là nó dùng dình mình ngã. Thôi nó đi xuống nhanh. Không nó đến nơi rồi, nó cập phát là mình ngã đâm đầu xuống đây chết giả. Coi, bà có gì xuống nhanh. Gần đến nơi rồi, ui. Mà nó đang quay đầu ra này. Ôi, nó đang quay 180 độ. Nhanh. Thôi cứ đi từ từ thôi, không phải sợ đâu. Thích nhỉ? Mẹ con sẽ không bao giờ có cảm giác đấy đâu. Đi xuống đi. Thôi xuống xe đi. Đến rồi. Xuống xe. Trông nhỉ? Con đùa nó nhát này, còn điều đi biển nữa. Nó còn đứa đi tàu, đi phà nữa. Ở nên trên xe thì ngồi đi rồi đấy. Con hơi nhát một chút. Không nhát. Đấy thì con chưa đi mẹ. Hà Ninh có thấy cái tàu nó đang quay không? Bây giờ đang quay vòng vòng này, bố đang thấy chóng mặt đấy. Đi lên đi. Đi lên, đây này. Con là chú Huy là con không nhá. Anh ơi, xong anh sẽ là Flamingo nhá. Ơ? Lại ra Flamingo rồi, bây giờ mới là đi ra. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đi ra Flamingo bà các bạn nha. Mọi người đang ngồi lên trên đây rồi. Rồi các bạn ơi, bạn nào đã đến bến phà bên kia rồi. Bây giờ các xe đang tiến ra để lên trên phà rồi các bạn này. Bây giờ ông để xe trước đi mình mới được. Ôi đi, họ đi rồi chuẩn bị mình người đi rồi. Ta thường hay nói nhau tình yêu thương không có đâu, nếu yêu anh chàng xoay ca nam thần, chỉ có ở trong thước phim, chỉ có ở trong sách tranh, khó tin khó gần chắc gì là mãi mãi. Người ta nào hay biết đâu, một khi màn nhung khẽ buông cũng như bao người anh ngóng trong phút giây êm đềm, chính ngày em đến bên em đến cuối con đường, bên em cũng đi muôn hướng. Yêu em lòng ngàn, yêu em là tràn, và anh chỉ mong khi nắng mai về, và anh chỉ mong bình yên như thế. Cho anh từng giờ, cho anh từng ngày yêu em. Tình yêu mà anh ước mong, tình yêu mà anh ngóng trông.
dây em đến, chính ngày em đến. Bên em đến cuối con đường, bên em cũng đi muôn hướng. Yêu em nồng nàn, yêu em ngập tràn. Và anh chỉ mong khi nắng vai đầy, và anh chỉ mong bình yên như thế. Cho anh, cho anh, cho anh từng giờ, cho anh, cho anh, cho anh từng ngày. Once.